Công ty hóa chất Trần Tiến trân trọng giới thiệu sản phẩm Sorbiton. Sorbiton với tên gọi khác là Glucitone, có xuất xứ từ Trung Quốc, quy cách đóng gói, quy 275 kg. Công thức hóa học C6H14O6 tồn tại ở dạng chất lỏng màu trắng, không mùi, có vị ngọt, tan tốt trong nước và rượu. Là thành phần trong kem dưỡng da, giúp da mềm mịn trắng sáng. Có khả năng giữ ẩm cao nên được dùng trong các loại gel dưỡng ẩm, kem đánh răng. Là chất tạo ngọt cho các bệnh nhân bị tiểu đường, giảm nguy cơ hình thành sâu răng. Là thành phần trong thuốc nhuận tràng, giúp điều trị táo bón, rối loạn tiêu hóa. Được dùng trong ngành công nghiệp sản xuất các hợp chất sơn, polymer, keo dán và chất dẻo. Là chất tạo nền trong sản xuất, điều chế nước tẩy rửa, giúp hạn chế và ngăn chặn ăn mòn kim loại bị oxy hóa. Trong sản xuất bánh kẹo và đồ uống, sorbiton được dùng thay thế đường truyền thống để giảm hàm lượng calo. Có tác dụng giữ ẩm cho các loại thực phẩm như bánh quy, trái cây, bơ và đậu phộng. Là chất phụ gia tạo vị ngọt có trong kẹo bạc hà, siro ho hoặc một số loại kẹo không đường khác. Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm thực tế có tại công ty hóa chất Trần Tiến. Công ty hóa chất Trần Tiến hiện đang là đơn vị cung cấp các loại hóa chất cho nhiều đối tác, khách hàng lớn nhằm phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp cũng như cho phòng thí nghiệm. Để mua hàng, các bạn có thể liên hệ từ số hotline 0983 838 250 hoặc truy cập vào trang web hoachattrantien.com. Cảm ơn quý khách đã xem video, hãy đăng ký kênh để theo dõi các sản phẩm mới.